Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn bắt đầu theo dõi chương trình thời sự hôm nay, thứ Sáu ngày 25 tháng 10. Chương trình có những nội dung đáng chú ý sau. Tổng Bí thư Tô Lâm trao quyết định phân công đồng chí Trần Cẩm Tú giữ chức Thường trực Ban Bí thư. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính hội đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin bên lề hội nghị các nhà lãnh đạo nhóm các nền kinh tế mới nổi hàng đầu thế giới BRICS mở rộng tại Nga. Quốc hội thảo luận phiên toàn thể tại hội trường về một số nội dung có ý kiến khác nhau của dự thảo luật quy hoạch đô thị và nông thôn. Hội nghị tổng kết công tác xã hội hóa về kiên cố hóa trường lớp học và nhà công vụ cho giáo viên giai đoạn 2013-2023, nhiệm vụ và giải pháp trong thời gian tới. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại trụ sở Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã tổ chức lễ trao quyết định phân công đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, đảm nhiệm chức danh Thường trực Ban Bí thư thay đồng chí Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đã được Quốc hội bầu giữ chức Chủ tịch nước. Tổng Bí thư Tô Lâm dự và chủ trì lễ trao quyết định. Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư cùng đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Văn phòng Trung ương Đảng. Phát biểu giao nhiệm vụ, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh, Bộ Chính trị đã thống nhất cao đồng ý phân công đồng chí Trần Cẩm Tú đảm nhiệm chức danh Thường trực Ban Bí thư. Đây là nhiệm vụ quan trọng trong bối cảnh toàn Đảng đang tích cực chuẩn bị đại hội các cấp tiến tới đại hội lần thứ 14 của Đảng. Bộ Chính trị hoàn toàn tin tưởng đồng chí Trần Cẩm Tú, một lãnh đạo cấp cao đã được đào tạo cơ bản, trưởng thành từ cơ sở, có chuyên môn sâu và nhiều kinh nghiệm công tác, đã kinh qua nhiều chức vụ lãnh đạo quan trọng của Đảng ở Trung ương và địa phương. Đặc biệt với cương vị chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, đồng chí đã cùng tập thể Ủy ban Kiểm tra Trung ương thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, tham mưu cho Bộ Chính trị, Ban Bí thư xem xét kết luận và xử lý nghiêm minh kịp thời nhiều vụ việc mới, khó khăn, phức tạp, nghiêm trọng, góp phần quan trọng vào thành công của công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực trong thời gian qua. Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Trần Cẩm Tú trân trọng cảm ơn Tổng Bí thư Tô Lâm, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã tin tưởng giao phó nhiệm vụ quan trọng của Đảng. Đây là sự ghi nhận, động viên và cũng là yêu cầu đặt ra đối với cá nhân để tiếp tục phấn đấu, rèn luyện, nỗ lực cố gắng hoàn thành nhiệm vụ được giao. Nhận thức rõ vinh dự và trách nhiệm được giao, đồng chí Trần Cẩm Tú khẳng định sẽ không ngừng nêu cao tinh thần trách nhiệm, bản lĩnh chính trị, kế thừa và phát huy kinh nghiệm của các đồng chí đi trước để đáp ứng được yêu cầu ngày càng cao của Đảng và nhân dân. Với khối lượng công việc lớn, đồng chí Trần Cẩm Tú mong muốn tiếp tục nhận được sự phối hợp, chia sẻ, hỗ trợ, giúp đỡ của các cơ quan đơn vị để hoàn thành tốt nhiệm vụ. Trong khuôn khổ chuyến công tác tham dự hội nghị các nhà lãnh đạo nhóm các nền kinh tế mới nổi hàng đầu thế giới BRICS mở rộng tại thành phố Kazan, Cộng hòa Tatarstan thuộc Liên bang Nga, tối ngày 24 tháng 10 theo giờ địa phương, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã có cuộc hội đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin. Phát biểu tại cuộc hội đàm, Tổng thống Nga Vladimir Putin cảm ơn Chính phủ Việt Nam và cá nhân Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã quan tâm chỉ đạo quyết liệt việc triển khai các thỏa thuận đạt được giữa hai nước, cũng như tìm giải pháp tháo gỡ một số khó khăn, vướng mắc trong hợp tác song phương. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chúc mừng những thành tựu phát triển kinh tế xã hội mà nước Nga đạt được trong những năm qua dưới sự lãnh đạo của Tổng thống Vladimir Putin, tiếp tục khẳng định tính cách văn hóa của đất nước và con người Nga không khuất phục trước mọi thách thức khó khăn. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính khẳng định Đảng và nước Việt Nam luôn coi trọng quan hệ đối tác chiến lược toàn diện với Liên bang Nga. Việt Nam mong muốn làm sâu sắc và hiệu quả hơn nữa quan hệ hợp tác song phương trên tất cả các lĩnh vực, phù hợp với lợi ích của hai bên, đáp ứng mong muốn và nguyện vọng của nhân dân hai nước. Trước đó, cùng ngày, bên lề hội nghị các nhà lãnh đạo BRICS mở rộng tại thành phố Kazan, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã có cuộc gặp với các nhà lãnh đạo tham dự hội nghị. Trong cuộc gặp giữa Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính với Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres, hai bên nhất trí tiếp tục phối hợp triển khai các kết quả quan trọng của hội nghị thượng đỉnh tương lai. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính khẳng định Việt Nam ủng hộ mạnh mẽ vai trò trung tâm của Liên Hiệp Quốc trong quản trị toàn cầu,
và sẽ tiếp tục tham gia tích cực, có trách nhiệm vào các nỗ lực thúc đẩy hòa bình, ổn định, phát triển bao trùm và bền vững ở khu vực và trên thế giới. Tại cuộc gặp với Tổng thống Nam Phi Cyril Ramaphosa, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã chuyển lời của Chủ tịch nước Lương Cường mời Tổng thống Nam Phi thăm Việt Nam. Tổng thống Cyril Ramaphosa vui vẻ nhận lời mời. Trong cuộc gặp với Tổng thống Kyrgyzstan Sadir Japarov, hai liên minh kinh tế Á-Âu EAEU, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã trân trọng chuyển lời của Chủ tịch nước Lương Cường mời Tổng thống Sadir Japarov sang thăm Việt Nam. Cùng ngày, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cũng đã hội kiến Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính khẳng định Việt Nam luôn coi trọng mối quan hệ bạn bè truyền thống và đối tác toàn diện với Venezuela, mong muốn đưa quan hệ kinh tế, thương mại và đầu tư đi vào chiều sâu vì lợi ích của nhân dân hai nước. Trong cuộc trao đổi với Bộ trưởng Ngoại giao Thái Lan Maurice Sanghimphom, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính bày tỏ mong muốn sớm đón Thủ tướng Thái Lan Prayuth Chan-o-cha thăm chính thức Việt Nam và đồng chủ trì kỳ họp nội các chung lần thứ tư, đề nghị hai bên tích cực triển khai hợp tác trong khuôn khổ sáng kiến ba kết nối, nhất là kết nối chuỗi cung ứng, hạ tầng giao thông, kinh tế, xanh, chuyển đổi năng lượng. Cũng trong ngày 24 tháng 10 tại thành phố Kazan, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã có các cuộc gặp với Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian, Tổng thống Azerbaijan Ilham Aliyev, Bộ trưởng Ngoại giao các nước Indonesia, Ả Rập Xê Út. Trưa nay giờ Việt Nam, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã về tới thủ đô Hà Nội, kết thúc tốt đẹp chuyến công tác dự hội nghị các nhà lãnh đạo BRICS mở rộng từ ngày 23 đến ngày 24 tháng 10, theo lời mời của Tổng thống Nga Vladimir Putin, Chủ tịch nhóm BRICS năm 2024. Thưa quý vị và các bạn, tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 8 sáng nay tại nhà Quốc hội. Quốc hội tiến hành thảo luận phiên toàn thể tại hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo luật quy hoạch đô thị và nông thôn. Dự thảo luật quy hoạch đô thị và nông thôn sau khi được tiếp thu, chỉnh lý và hoàn thiện gồm 6 chương và 65 điều, bỏ 2 điều và bổ sung 2 điều so với dự thảo luật trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 7. Đáng chú ý, mối quan hệ giữa quy hoạch thuộc hệ thống quy hoạch đô thị và nông thôn với quy hoạch thuộc hệ thống quy hoạch quốc gia đã được quy định cụ thể tại luật quy hoạch năm 2017. Khoảng 4 điều 6 luật quy hoạch quy định quy hoạch đô thị, quy hoạch nông thôn phải phù hợp với quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh. Thảo luận tại phiên họp, nhiều ý kiến đại biểu đánh giá quy hoạch đô thị và nông thôn là quy hoạch có tính chất kỹ thuật, chuyên ngành thuộc hệ thống quy hoạch quốc gia nhưng chưa có quy định rõ ràng cụ thể về mối quan hệ giữa các quy hoạch có tính chất kỹ thuật, chuyên ngành và giữa quy hoạch có tính chất kỹ thuật chuyên ngành với các quy hoạch khác thuộc hệ thống quy hoạch quốc gia. Do đó, các ý kiến thống nhất cho rằng đây là nội dung cần xem xét hết sức kỹ lưỡng, cẩn trọng nhằm làm rõ sự phù hợp của dự án đầu tư với các quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh khi xem xét chủ trương đầu tư, tránh gây vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện. Bên cạnh đó, các đại biểu Quốc hội cũng tập trung thảo luận về một số nội dung liên quan như mối quan hệ giữa các quy hoạch, nguyên tắc lập đồng thời các quy hoạch chung, xử lý trường hợp có mâu thuẫn giữa quy hoạch đô thị và quy hoạch nông thôn, quy hoạch chung thành phố trực thuộc trung ương, thời hạn lập quy hoạch phân khu đô thị, quy hoạch chung xã, thẩm quyền phê duyệt và điều chỉnh quy hoạch đô thị và nông thôn, quy định các trường hợp chuyển tiếp. Buổi chiều, Quốc hội thảo luận tại hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo luật công chứng. Thưa quý vị và các bạn, như tin chúng tôi đã đưa, sáng nay Quốc hội thảo luận về một số nội dung có ý kiến khác nhau của dự thảo luật quy hoạch đô thị và nông thôn. Bên hành lang Quốc hội, các đại biểu đánh giá cao quy định đẩy mạnh phân cấp phân quyền trong lập, thẩm định, phê duyệt, điều chỉnh quy hoạch đô thị và nông thôn. Sau đây là ghi nhận của cộng tác viên truyền hình Vĩnh Long. Trong cái điểm mới của cái quy hoạch đô thị và nông thôn đợt này là có phân cấp và phân quyền. Đấy. Thì tất cả cái việc mà dự thảo lần này thì chúng tôi nghĩ rằng là để đảm bảo cho vấn đề mà giải quyết các công việc nó được nhanh hơn, nó kịp thời hơn và nó gắn với trách nhiệm một cách rõ ràng hơn. Trước đây những cái quy hoạch mà đã được chính phủ phê duyệt điều chỉnh thì cũng phải trình chính phủ. Thì bây giờ nếu như nó chỉ là những cái điều chỉnh cục bộ thì có thể giao cho cấp tỉnh có thể tự điều chỉnh. Tôi cho rằng đây là công việc phân cấp nó cũng khá là phù hợp. Để nó đảm bảo rút ngắn những cái thủ tục không cần thiết. Bởi lẽ
cái việc điều chỉnh cục bộ đó nó không làm thay đổi tổng thể các chỉ tiêu quy hoạch mà đã được Thủ tướng phê duyệt, thì khi đó giao cho cấp tỉnh phê duyệt điều chỉnh. Quy hoạch chuyên ngành nè, nhưng kỳ này chúng ta thông qua buổi quy hoạch một cái luật chuyên ngành rất là lớn, đó là đô thị và nông thôn, mà tôi phải nói tôi rất là quan tâm ở trên lĩnh vực đô thị. Nông thôn thì dù sao nó cũng thuận lợi, nó dễ dàng, đất đai bà con người ta nó rộng rãi, nó thoải mái, đường xá thì mặc dù nó hẹp mà nhưng nếu mà có mở rộng ra đi nữa thì nó cũng được thuận lợi, xây nhà nó cũng được. Nhưng đối với đô thị thì phải nói hiện nay trong tôi thấy nó còn nhiều rất bất cập. Sáng nay tại Hà Nội, Hội Cựu Chiến binh Việt Nam và Hiệp hội Doanh nghiệp Doanh nhân Cựu Chiến binh Việt Nam phối hợp với Liên đoàn Cựu Chiến binh Singapore tổ chức diễn đàn Doanh nghiệp Cựu Chiến binh các nước ASEAN lần thứ nhất. Dự diễn đàn có Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân cùng 200 đại biểu từ 10 quốc gia ASEAN. Phát biểu tại lễ khai mạc, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân cho biết, gần 60 năm hình thành và phát triển, ASEAN đã trở thành một trong những tổ chức khu vực hợp tác toàn diện, phát triển năng động và thành công. Trải qua hơn 4 thập kỷ hình thành và phát triển, Liên đoàn Cựu Chiến binh các nước ASEAN đã thể hiện tinh thần đoàn kết, có chung tiếng nói, thực hiện tốt tuyên ngôn và hiến chương đề ra, từng bước nâng cao vị thế của Liên đoàn trong khu vực, được Hiệp hội ASEAN công nhận là một tổ chức xã hội nhân đạo trong cơ cấu tổ chức của ASEAN, được chính phủ và nhân dân các nước ASEAN quan tâm ghi nhận. Hiệp hội Doanh nhân Cựu Chiến binh Việt Nam sau hơn 10 năm thành lập đã phát triển được hơn 13.700 hội viên. Phó Chủ tịch nước khẳng định Việt Nam cam kết tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi để thúc đẩy hợp tác giữa các doanh nghiệp doanh nhân cựu chiến binh ASEAN, góp phần vào các nỗ lực chung nhằm xây dựng cộng đồng ASEAN đoàn kết, tự cường và phát triển bền vững. Diễn đàn Doanh nghiệp cựu chiến binh các nước ASEAN nhằm tạo cơ hội cho các đại biểu gặp gỡ, trao đổi ý kiến và xây dựng mô hình kinh doanh bền vững cho cựu chiến binh trong khu vực. Việt Nam gia nhập Liên đoàn Cựu Chiến binh các nước ASEAN năm 1992. Sáng nay, Bộ Giáo dục Đào tạo tổ chức hội nghị tổng kết công tác xã hội hóa về kiên cố hóa trường lớp học và nhà công vụ cho giáo viên giai đoạn 2013-2023, nhiệm vụ và giải pháp trong thời gian tới. Hội nghị tổ chức trực tiếp kết hợp trực tuyến tại điểm cầu 63 tỉnh thành. Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị. Tại điểm cầu tỉnh Vĩnh Long, ông Lữ Quang Ngời, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh dự hội nghị. Báo cáo tại hội nghị cho biết, giai đoạn 2013-2023, trên 300 tổ chức doanh nghiệp cá nhân đã tham gia đầu tư nâng cấp kiên cố hóa được gần 36.000 phòng học, hơn 1.200 phòng công vụ cho giáo viên, với tổng kinh phí gần 33.000 tỷ đồng. Tỷ lệ phòng học kiên cố hóa cả nước đã tăng từ 65,9% năm 2013 lên 86,6% vào năm 2023. Trong đó, các khu vực miền núi, đồng bào dân tộc thiểu số, vùng có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn đã nhận được nhiều sự quan tâm, đầu tư của các tổ chức doanh nghiệp và cá nhân. Đến tháng 7 năm 2023, cấp học mầm non có 56,9% trường học đạt chuẩn quốc gia, tiểu học 62,8%, trung học cơ sở là 72,3% và trung học phổ thông có 49,6% trường học đạt chuẩn. Phát biểu tại hội nghị, Phó Thủ tướng Lê Thành Long nhấn mạnh, trong 10 năm qua, công tác xã hội hóa đã đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng hệ thống cơ sở vật chất trường lớp, đặc biệt là ở những vùng khó khăn, vùng sâu, vùng xa. Các nhà công vụ dành cho giáo viên cũng được đầu tư xây dựng, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho thầy cô giáo yên tâm công tác và cống hiến. Phó Thủ tướng Lê Thành Long đề nghị Bộ Giáo dục Đào tạo phối hợp với các bộ cơ quan liên quan tiếp tục nghiên cứu, đề xuất các chính sách ưu đãi để khuyến khích sự tham gia mạnh mẽ hơn của doanh nghiệp và các tổ chức xã hội vào công cuộc xã hội hóa giáo dục. Các tỉnh, thành phố cần tiếp tục rà soát, quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, giáo dục thường xuyên trên địa bàn. Ưu tiên thu hút các doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân đầu tư xây dựng cơ sở vật chất cho các trường học ở các khu vực khó khăn. Sáng nay, Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh UEH phân hiệu Vĩnh Long tổ chức lễ khai giảng năm học mới 2024-2025. Đến dự lễ có ông Nguyễn Hiếu Nghĩa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, bà Nguyễn Thị Quyên Thanh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Trong kỳ tuyển sinh năm 2024, Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh tuyển sinh khóa 50, riêng tại phân hiệu Vĩnh Long, đây là khóa tuyển sinh thứ 5 với 547 tân sinh viên trúng tuyển và nhập học ở 15 lớp. Các tân sinh viên sẽ học tại Vĩnh Long trong thời gian 2 năm rưỡi và 1 năm cuối luân chuyển về học ở Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh. Sau gần 5 năm hình thành và phát triển, Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh phân hiệu Vĩnh Long
đã mở rộng tuyển sinh từ 6 ngành lên 15 ngành đào tạo đại học, tuyển sinh thạc sĩ từ 4 ngành lên 9 ngành. Tổng quy mô đào tạo hiện có tại phân hiệu Vĩnh Long gần 3.000 sinh viên đại học và gần 700 học viên cao học là cán bộ của các sở ban ngành thuộc khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh luôn nỗ lực tạo môi trường học tập hiện đại, giúp sinh viên phát triển toàn diện và phát huy những tố chất của thế hệ sinh viên toàn cầu, gắn liền với xu thế đương đại, làm chủ công nghệ và hành động vì môi trường, với đích đến là đóng góp các giải pháp để cuộc sống tốt đẹp hơn. Nhân dịp lễ khai giảng, Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh phân hiệu Vĩnh Long đã tổ chức vinh danh các thủ khoa, á khoa, tân sinh viên đạt thành tích cao, trao tặng học bổng cho các sinh viên tài năng xuất sắc, đồng thời tri ân các đơn vị tổ chức tài trợ học bổng cho sinh viên. Sáng nay, Ban Kinh tế Ngân sách Hội đồng Nhân dân tỉnh Vĩnh Long tổ chức khảo sát thực tế và làm việc với lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố Vĩnh Long về giải quyết kiến nghị của công dân Lê Anh Dũng ở số 168, tổ 10, khóm Tân Quế Hưng, phường Trường An. Cùng dự buổi khảo sát có bà Lê Thị Thúy Kiều, tỉnh Quý Viên, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh. Đoàn của Ban Kinh tế Ngân sách Hội đồng Nhân dân tỉnh đã đến khảo sát trực tiếp tại thửa đất số 103, tờ bản đồ số 45, có tổng diện tích 741,3 m² mà ông Lê Anh Dũng đang đứng tên. Theo kiến nghị, năm 2022, ông Lê Anh Dũng có đề nghị được chiếc một phần đất diện tích 200 m² từ thửa đất trên cho em trai là ông Lê Văn Nghĩa để xây nhà, vì ông Nghĩa gặp khó khăn về nhà ở phải ở nhà thuê. Tuy nhiên, đề nghị chiếc thửa của ông Dũng đến nay vẫn chưa được chấp thuận. Sau khảo sát, đoàn đã làm việc với Ủy ban Nhân dân thành phố Vĩnh Long, các sở ngành chuyên môn, chính quyền phường Trường An. Tại buổi làm việc, Ủy ban Nhân dân thành phố Vĩnh Long đã báo cáo với đoàn về quy trình tiếp nhận và giải quyết đơn xin tách thửa của ông Lê Anh Dũng. Các thành viên trong đoàn cũng đã trao đổi, thảo luận, làm rõ các vấn đề liên quan nội dung kiến nghị và giải quyết kiến nghị của ông Lê Anh Dũng. Qua khảo sát thực tế và làm việc với Ủy ban Nhân dân thành phố Vĩnh Long, đoàn khảo sát đề nghị Ủy ban Nhân dân thành phố Vĩnh Long sớm giải quyết và báo cáo về Ban Kinh tế Ngân sách Hội đồng Nhân dân tỉnh về trường hợp kiến nghị của ông Lê Anh Dũng, đồng thời tiếp tục rà soát, thống kê, chỉ đạo xử lý kịp thời, dứt điểm các đơn thư khiếu nại, phản ánh của người dân trên địa bàn thành phố, đảm bảo theo đúng quy định pháp luật. Sáng nay, Ban tổ chức diễn tập phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn huyện Bình Tân tổ chức buổi tổng duyệt chương trình diễn tập phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn năm 2024. Dự kiến diễn tập chính thức sẽ diễn ra vào ngày 31 tháng 10 tới. Diễn tập phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn huyện Bình Tân năm 2024 với tình huống đặt ra là cơn bão số N sau khi vào Biển Đông dự báo sẽ đổ bộ vào các tỉnh phía Nam, trong đó có tỉnh Vĩnh Long. Do trùng với đợt triều cường con nước 30 tháng 9 âm lịch, nên dự báo sẽ xảy ra nhiều loại hình thiên tai trên địa bàn tỉnh nói chung, huyện Bình Tân nói riêng. Diễn tập nhằm kiểm tra khả năng tổ chức, chỉ đạo điều hành của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện, sự phối hợp giữa quân sự, công an và các ban ngành đoàn thể, phát huy sức mạnh tổng hợp, xử lý có hiệu quả các tình huống do thiên tai gây ra bằng phương châm 4 tại chỗ, nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại về người, tài sản của nhà nước và nhân dân. Tại buổi tổng duyệt chương trình diễn tập, Ban tổ chức thống nhất chương trình diễn tập các phần việc trong từng giai đoạn từ khi bão mới vào Biển Đông đến khi bão tan, khắc phục thiệt hại, trình chiếu các video và diễn tập thử các cuộc họp trong chương trình. Bên cạnh đó, các đơn vị cũng thực hiện diễn tập thử chương trình khám bệnh cấp thuốc miễn phí cho người dân và trao nhà tránh trú bão cho các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở trên địa bàn huyện. Thưa quý vị, để ứng phó với bão số 6 Trà My, trong sáng nay, Cục Đê điều và Phòng chống thiên tai Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã có buổi họp nhanh nắm bắt tình hình và công tác chuẩn bị ứng phó bão. Nhận định về hướng di chuyển của bão, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, dự báo khoảng 4 giờ ngày mai, 26 tháng 10, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, sức gió mạnh cấp 10, cấp 11, giật cấp 13. Theo nhận định của Cục Đê điều và Phòng chống thiên tai, bão số 6 có thể đến gần bờ, sau đó có thể quay ra. Tuy nhiên, hoàn lưu bão rộng từ chiều mai đã có gió mạnh và có thể gây mưa lớn tại khu vực Bình Định, Phú Yên, Tây Nguyên. Do ảnh hưởng của bão, vùng gần tâm bão sóng cao từ 7 cho đến 9 mét, biển động rất mạnh. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn. Trước diễn biến phức tạp của bão Trà My trên Biển Đông, dự báo sẽ gây mưa lớn kéo dài trên diện rộng, gây nguy cơ ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất. Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng đã chỉ đạo Bộ đội Biên phòng tuyến biển từ Quảng Ninh đến Bình Thuận chủ động triển khai lực lượng, phương tiện sẵn sàng ứng phó với bão.
Đến nay, Bộ đội Biên phòng các tỉnh tuyến biển đã phối hợp với các địa phương, gia đình chủ tàu thuyền trưởng, thông báo kiểm đếm, hướng dẫn cho 67.212 phương tiện, 307.822 người biết hướng đi, hướng diễn biến, hướng đi của bão để chủ động di chuyển phòng tránh, thoát khỏi khu vực nguy hiểm, duy trì các đài canh tìm kiếm cứu nạn trực 24/24 giờ, liên tục phát các bản tin thông báo diễn biến và hướng di chuyển của bão, đồng thời giữ vững thông tin liên lạc với thuyền trưởng, chủ phương tiện tàu cá, kịp thời hướng dẫn, kêu gọi tàu thuyền nhanh chóng thoát khỏi vùng nguy hiểm, tìm nơi trú tránh an toàn. Bên cạnh đó, duy trì nghiêm chế độ trực, sẵn sàng lực lượng, phương tiện, kịp thời xử lý các tình huống xấu có thể xảy ra. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết lúc 16 giờ chiều nay, ngày 25 tháng 10, vị trí tâm bão số 6 ở vào khoảng 17,6 độ Vĩ Bắc, 116,6 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía đông của khu vực Bắc Biển Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 450 km về phía đông đông bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10, tức là từ 89 đến 102 km/h, giật cấp 12, di chuyển theo hướng Tây, tốc độ khoảng 20 km/h. Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây, tốc độ khoảng 20 km/h. Đến 16 giờ chiều mai, vị trí tâm bão ở vào khoảng 17,4 độ Vĩ Bắc, 112 độ Kinh Đông, trên vùng biển quần đảo Hoàng Sa. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11, cấp 12, giật cấp 15. Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão đổi hướng di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 15 km. Đến 16 giờ ngày 27 tháng 10, tâm bão trên vùng biển ven bờ các tỉnh Trung Trung Bộ. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10, giật cấp 12. Dự báo mới nhất cho thấy, sau khi đạt cường độ cực đại, bão số 6 có xu hướng di chuyển chậm lại, suy yếu vào cuối tuần này, nhưng vẫn gây mưa lớn ở miền Trung, có nơi trên 700 mm. Do ảnh hưởng của bão số 6, khu vực Bắc Biển Đông, gió mạnh cấp 8, cấp 9, vùng gần tâm bão đi qua cấp 10, cấp 12, tức là từ 89 đến 133 km/h, giật cấp 15, sóng biển cao từ 5 cho đến 7 mét, vùng gần tâm bão từ 7 cho đến 9 mét, biển động dữ dội. Thưa quý vị, với vẻ đẹp thiên nhiên hùng vĩ và di sản Tràng An cổ kính, tỉnh Ninh Bình đang là điểm đến thu hút những người đam mê bộ môn thể thao dù lượn. Từ trên cao, người chơi có cơ hội được ngắm nhìn trọn vẹn danh lam thắng cảnh non nước Tràng An. Và sau đây mời quý vị và các bạn cùng đến với những hình ảnh về trải nghiệm dù lượn ngắm vẻ đẹp di sản Tràng An Ninh Bình. Mọi người khi đi chỉ biết đến Tràng An là qua đi thuyền thôi. Nhưng mà mình với góc nhìn của phi công dù lượn thì mình bay ở trên nhìn cảnh sát này là một góc nhìn hoàn toàn khác biệt. Dù lượn là môn thể thao phù hợp với những người đam mê trải nghiệm, khám phá, chinh phục và thử thách vượt qua những giới hạn của bản thân. Phát triển bộ môn dù lượn cũng góp phần quảng bá vẻ đẹp của Ninh Bình tới du khách trong nước và quốc tế. Đến đây chúng tôi xin kết thúc chương trình thời sự tối nay của Đài Truyền hình Vĩnh Long. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Để xem lại chương trình này, quý vị và các bạn có thể truy cập vào trang web www.thvli.vn hoặc tải ứng dụng THVLI trên Google Play và App Store. Còn bây giờ xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.